Xin chào các bạn, mình là Maya. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn làm quen với danh từ nha. Rồi, đầu tiên là hồi đọc sách đi. Thông thường ngày nghỉ mình đọc sách nha. Mình thích sách lắm bạn. Vậy sách của mình tiếng Anh là gì? A book. Đọc sách xong rồi hôi đó bụng quá mình đi ăn cơm nha. Ăn cơm của mình. Vậy cơm của mình là gì? Rice. Rồi, ăn cơm xong mình phải uống nước chứ. Water. Rồi, xong rồi mình nói là chiều nay mình phải ôn tiếng Việt của mình lại nha. Mình học tiếng Việt. Vietnamese. Học tiếng Việt xong rồi mẹ nói là phải học tiếng Anh nữa đó. English. Rồi, xong rồi. Mình mới thấy con chuột. Con chuột nó có gì chạy ngang rồi bác. A mouse. Rồi, bây giờ rảnh rỗi thôi mình vẽ tranh đi. A picture. Rồi. Đi đâu ngoài đường lúc này là mình nhớ nha, mình bảo vệ sức khỏe của mình thì mình phải đeo khẩu trang, thì mình sẽ có là a mask được hè. Rồi, nhà hàng xóm ồn quá khó chịu à, a noise được hè. Rồi tiếp theo, mình gần đây mình học hiện đại lắm ha, mình học qua online nè, mình học qua đủ thứ hết ha, thì mình sẽ học nhờ vào điện thoại thông minh của mình đó. Điện thoại của mình sẽ là A smartphone. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong 10 từ vựng rồi. Chúc các bạn học tốt. Bye bye. See you again.